Đại tướng Lê Trọng Tấn, 3 lần cãi chỉ huy và bản lĩnh đại tướng đánh trận giỏi nhất Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là thiên tài quân sự, là vị chỉ huy vạch chiến lược đường dài, ngồi sau trướng định việc ngàn dặm. Còn áo bào ra trận, đánh đông dẹp bắc, xông thẳng vào trận tiền, gầm thét giữa súng đạn là Đại tướng Lê Trọng Tấn. Từ Nam ra Bắc, từ đồng bằng đến biên giới, cứ hễ chỗ nào mà khốc liệt là tướng Lê Trọng Tấn lại được cử tới để chỉ huy. Thế nhưng, tài xoay sở và bản lĩnh của ông lại được thể hiện rõ nét nhất trong 3 trận đánh lớn, gắn liền với 3 lần cãi Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Vậy, 3 trận đánh ấy đã diễn ra như thế nào? Chân dung lịch sử mời các bạn tìm hiểu trong video ngay sau đây. Vài nét về Đại tướng Lê Trọng Tấn. Đại tướng Lê Trọng Tấn tên thật là Lê Trọng Tố, sinh ngày 1 tháng 10 năm 1914 tại tỉnh Hà Đông, nay là phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội. Cha của ông có biệt danh là Cụ Đồ Lê, người đã từng tham gia phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục. Khi phong trào bị đàn áp, cụ về làng Thanh Nhàn mở lớp dạy chữ nho. Năm 1926, cụ Đồ Lê và Nhượng Tống đã tổ chức lễ truy điệu cho cụ Phan Châu Trinh tại đền Hai Bà Trưng ở làng Đồng Nhân. Văn võ song toàn là bốn chữ không hề sai khi nói về tướng Tấn thời niên thiếu. Ông học trường bưởi, say mê võ nghệ, đá bóng hay. Ông từng tham gia đội bóng Eclair, tia chớp ở vị trí tiền vệ. Do thành tích bóng đá, ông được tuyển vào đội bóng đá của không quân Pháp và nhập ngũ vào lực lượng lính khố đỏ, phục vụ tại đơn vị đồn trú gần sân bay Tông ở Sơn Tây. Do ông từng đeo đế lon đội, tương đương với cấp hàm hạ sĩ, nên dân làng Yên Nghĩa gần sân bay Tông thường gọi ông là Đội Tố. Bà Bích Vân, tức Hoàng Ngân, khi đó đang phụ trách công tác phụ vận kiêm binh vận của xứ ủy Bắc Kỳ và một số nhân mối khác được giao nhiệm vụ binh vận Đội Tố và đã thành công. Tham gia Việt Minh từ năm 1944 và là ủy viên quân sự Ủy ban Khởi nghĩa của tỉnh Hà Đông từ tháng 8 năm 1945. Sau cách mạng tháng 8, ông đã trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Đông Dương. Khi chiến tranh Đông Dương bùng nổ năm 1946, ông tham gia công tác quân sự. Khi Quân đội Nhân dân Việt Nam thành lập các đại đoàn chủ lực, ông trở thành đại đoàn trưởng đầu tiên của Đại đoàn 312, Đại đoàn Chiến thắng, nay là Sư đoàn, ở tuổi 36. Ông được mệnh danh là Zhukov của Việt Nam. Tướng Tấn không chỉ có tài mà còn được các tướng lĩnh và quân sĩ dưới quyền hết sức nể trọng vì hội tụ đủ trí, dũng, nhân, tín, liêm, trung. Trong chiến trận, ông luôn cân nhắc cẩn thận, lựa chọn cách đánh ít thương vong nhất và không bao giờ chấp nhận câu "trận này ta thiệt hại không đáng kể". Đại tướng Lê Trọng Tấn còn được yêu quý và tôn trọng vì là một trong số ít tướng lĩnh thực hiện được phương châm thắng không tranh công mà thua không đổ lỗi. Thời kỳ chiến tranh biên giới, sau một trận đánh không thành công, khi Thủ tướng Phạm Văn Đồng rất tức giận và yêu cầu phải có người nhận trách nhiệm, ông dù không trực tiếp chỉ huy thì vẫn thẳng thắn phát biểu: "Thưa anh, trách nhiệm thuộc về tôi, Tổng tham mưu trưởng". Có lẽ cũng nhờ đức tính này mà tất cả những người đã từng làm việc và tiếp xúc với Đại tướng đều luôn dành cho ông những lời ca ngợi và sự tôn trọng rất lớn. Ba lần cãi chỉ huy và bản lĩnh Đại tướng đánh trận giỏi nhất Việt Nam. Trong suốt cuộc đời gắn bó với màu áo lính, Đại tướng Lê Trọng Tấn đã đóng góp công sức trong nhiều trận đánh lớn, trong đó có thể kể tới các trận biên giới 1950, Hòa Bình 1951, Tây Bắc 1952, Thượng Lào 1953, Điện Biên Phủ 1954, Đường Chín Nam Lào 1971, Bình Trị Thiên 1972, Đà Nẵng 1975, Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Thế nhưng, tài xoay sở và bản lĩnh của ông lại được thể hiện rõ nét nhất trong 3 trận chiến lớn gắn liền với 3 lần cãi chỉ huy, lúc bấy giờ là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Lần cãi đầu tiên diễn ra trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ngày 14 tháng 1 năm 1954, Bộ Tổng Tư lệnh chiến dịch nhất trí phương án đánh nhanh thắng nhanh. Thế nhưng tới ngày 26 tháng 1, tướng Giáp sau khi suy đi tính lại quyết định họp đảng ủy và thống nhất chuyển sang phương án đánh chắc tiến chắc. Điều đáng nói là ở thời điểm này, Đại đoàn 312 do Đại tướng Lê Trọng Tấn chỉ huy vừa mới tốn rất nhiều công sức và xương máu để đưa được pháo vào trận địa. Chuyển phương án tấn công đồng nghĩa với việc lại phải kéo pháo ra. Thật không khác gì dội một gáo nước lạnh vào khí thế đang lên cao của bộ đội. Hiển nhiên, ông cãi tướng Giáp kịch liệt, mặc dù cuối cùng vẫn phải bất đắc dĩ chấp hành vì quân lệnh như sơn.
và đây là lúc sức ảnh hưởng với quân sĩ dưới quyền cũng như khả năng xoay sở của đại tướng được bộc lộ rõ nét. Ông chẳng những động viên được anh em kéo pháo ra và sau này là kéo pháo ngược trở lại, chiến đấu và chiến thắng, mà còn trực tiếp đề xuất khẩu quyết vây, lấn, tấn, phá, triệt, diệt, được bộ đội phổ biến và áp dụng thành công trong suốt chiến dịch. Lần cãi thứ hai diễn ra trước trận Đà Nẵng năm 1975. Ngày 26 tháng 3 năm 1975, tướng Giáp cùng với tướng Tấn họp bàn kế hoạch tấn công Đà Nẵng. Lúc này đang có hơn 100.000 lính và sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa đồn trú và bảo vệ. Kế hoạch ban đầu do tướng Tấn đề xuất đặt mục tiêu đánh chiếm thành công trong vòng 7 ngày, sau rút xuống còn 5 ngày, không được chỉ huy thông qua. Tướng Giáp cho rằng 5 ngày là quá dài, có thể cho quân Việt Nam Cộng Hòa đủ thời gian tháo chạy về Sài Gòn, tập hợp và củng cố lại lực lượng phòng thủ, dẫn tới khó khăn trong việc tấn công sau này của quân đội Bắc Việt. Tướng Tấn một lần nữa bị đẩy vào thế khó, phải rút ngắn thời gian đánh chiếm xuống còn có 3 ngày. Và cũng một lần nữa, ông cãi chỉ huy của mình. Nói về thời điểm này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp có viết trong hồi ký tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng. Anh Tấn vẫn giữ ý kiến và trình bày. Đánh như vậy không thể chuẩn bị kịp. Tôi nói, giọng có phần gay gắt. Tư lệnh mặt trận là anh, nên tôi để anh ra lệnh. Nếu là người khác, thì tôi ra lệnh. Đánh Đà Nẵng theo phương án chuẩn bị 3 ngày. Sự tin tưởng và kiên quyết này của tướng Giáp được đền đáp xứng đáng. Một lần nữa, bằng tài xoay sở của Đại tướng Lê Trọng Tấn, dù cãi lại là thế, nhưng rốt cuộc thì ông vẫn cùng với quân đoàn 2 đánh bật 100.000 quân địch giải phóng Đà Nẵng chỉ trong đúng 3 ngày. Chưa thể thành công trong hai lần cãi đầu tiên, nhưng ở lần thứ 3, tướng Tấn đã hoàn toàn thuyết phục được tướng Giáp. Sau giải phóng Đà Nẵng, ông đề nghị thành lập cánh quân phía đông vừa tiến vừa đánh theo đường duyên hải, trái ngược với kế hoạch ban đầu là gấp rút di chuyển qua Tây Nguyên để tấn công vào Sài Gòn. Đề nghị được thông qua, tướng Tấn nhanh chóng chỉ huy quân đoàn 2 và quân đoàn 4 lên đường, đi tới đâu giải phóng tới đó. Đến cửa ngõ Sài Gòn, một lần nữa ông cãi và không muốn thực thi theo kế hoạch đã đề ra. Trong hồi ký tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp có viết: theo kế hoạch, 5 giờ 30 sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, các hướng đồng loạt đánh vào Sài Gòn. Riêng cánh quân phía đông, anh Lê Trọng Tấn đề nghị nổ súng từ 18 giờ ngày 29 tháng 4. Lý do là các lực lượng ta còn cách vùng ven từ 15 đến 20 km, phải vừa đánh địch vừa tiến quân, lại phải vượt sông Đồng Nai và sông Sài Gòn. Nếu cùng nổ súng thì sẽ không đến kịp. Điện của anh Tấn đến vào lúc nửa đêm. Cụm tác chiến đánh thức tôi dậy. Nửa giờ sau, tôi và anh Lê Hữu Đức tới nhà anh ba. Sau khi anh Đức đọc bức điện, tôi đề nghị chuẩn y cho cánh quân phía đông đánh vào 18 giờ chiều ngày 29 tháng 4, sớm hơn giờ G 12 tiếng. Anh ba đồng ý và nói: Đánh thôi anh ạ. Lúc này cánh quân nào phát triển thắng lợi là tạm thắng lợi chung cho toàn chiến dịch rồi. Về tới tổng hành dinh, tôi viết ngay điện trả lời anh Tấn. Đồng điện cho anh Dũng. Bộ Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh cũng đồng ý để cánh quân phía đông nổ súng sớm hơn kế hoạch. Như vậy, trên thực tế, từ 18 giờ ngày 29 tháng 4 năm 1975, trận tiến công Sài Gòn Gia Định đã bắt đầu. Đề xuất được thông qua nên cuối cùng, mặc dù ở cách xa nội đô hơn các mũi khác, cánh quân phía đông do tướng Tấn chỉ huy lại là những chiến sĩ đầu tiên tiến vào Dinh Độc Lập, bắt sống nội các cuối cùng của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Nói về ông, tướng Lê Trọng Tấn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tư lệnh của các tư lệnh nói rằng: Lê Trọng Tấn là một trong những vị tướng tin cậy nhất để thực hiện ý đồ chiến lược của bộ thống soái tối cao. Phía đối phương như tướng De Cass thì tự hào được bại tướng dưới tay ông và đại đoàn 312 của ông. Vị tướng không có nhà riêng. Ít ai biết Đại tướng Lê Trọng Tấn chưa bao giờ có nhà riêng và sống vô cùng giản dị. Thậm chí sau giải phóng miền Nam năm 1975, ông đã từng từ chối những ngôi biệt thự sang trọng lúc bấy giờ của giới chóp bu Sài Gòn mà một số anh em đã sắp xếp cho mình, để rồi mãi về sau mới chịu chuyển tới căn nhà số 2 đường Cửu Long với 2 phòng, diện tích trên dưới 30m². Không yên tâm về nơi ăn trốn ở của Đại tướng, anh em quân đoàn 4 đã nhân dịp ông phải ra Hà Nội, họp rủ nhau chuyển hết đồ đạc, vật dụng cá nhân của ông sang biệt thự 195 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Tướng Tấn quay lại Sài Gòn, cảm thấy không hài lòng, nhưng biết anh em làm vậy cũng có ý tốt, nên chẳng nỡ trách móc ai. Có điều trong thâm tâm luôn cho rằng đây là điều bày vẽ không cần thiết. Thế rồi điều gì đến cũng phải đến. Lấy lý do tạo điều kiện cho việc chăm sóc thương bệnh binh, Đại tướng giao lại ngôi nhà cho vị Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố lúc bấy giờ, và lại chuyển về ngôi nhà số 2 đường Cửu Long. Một thời gian sau đó, anh em quân khu 7 do không yên tâm, lại tìm cách sắp xếp,
thậm chí mượn tới nguyên tắc để bắt ông phải về ở biệt thự 126 Baxter. Chiều lòng mọi người, đại tướng cũng chuyển vào ở biệt thự này một thời gian ngắn trước khi kiên quyết đòi quay trở lại ngôi nhà 30m² ở đường Cửu Long một lần nữa. Lần này thì anh em đành chịu và chấp nhận để đại tướng sống tại ngôi nhà đó. Đại tướng Lê Trọng Tấn mãi mãi ra đi ở tuổi 72 sau một cơn đau tim đột ngột vào ngày 5 tháng 12 năm 1986. Kết thúc cuộc đời phụng sự đất nước đầy tận tụy và đầy chiến công. Khi đó, ông vẫn đang là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng và là một huyền thoại trong quân đội nhân dân Việt Nam. Hồn thiêng sông núi Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã luôn sản sinh ra những vị tướng tài. Thế hệ những vị tướng lừng danh được sinh ra trong cuộc kháng chiến vệ quốc sẽ đi vào sử sách, thì thế hệ trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục nối gót, kế thừa mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng. Ghi được dấu chân mình trong lịch sử đã khó, lưu giữ dấu chân đó còn khó gấp ngàn lần. Bởi hoàn thành sứ mệnh được lịch sử giao phó cũng giống như thắp lên ngọn lửa, có thể bùng cháy mạnh mẽ, cuốn phăng mọi thứ cản đường, nhưng vẫn chỉ mang tính thời điểm. Việc duy trì và phát triển ngọn lửa đó lại hoàn toàn phụ thuộc vào hậu thế. Đại tướng qua đời là một mất mát lớn không chỉ với gia đình và bạn bè ông mà còn với cả đất nước. Nghệ sĩ nhân dân Tào Mạt bàng hoàng viết: Anh Tấn ơi, ngơ ngác khắp quân danh, sáng họp tối đi, sao vội thế anh? Đại hội chưa xong anh lên đường, như xưa kia Bác Hồ điện gấp, vẫn như ngày nào suốt đời cập rập, chơ vơ dưới cửa 3.000 khách, lạnh lẽo trong lòng chục vạn binh, sáng như trời sang xuân, tối như mùa đổi tiết. Hình ảnh Đại tướng Lê Trọng Tấn, vị tướng tài ba của dân tộc để lại cho bạn ấn tượng như thế nào? Các bạn hãy để lại cảm nhận xuống phía dưới phần bình luận và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi video của Chân dung lịch sử nhé! Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!